Vòng tròn này có tổng cộng 98 unit trong Tornado Defense. Và trong video ngày hôm nay, Snake đã quay trở lại cùng mình tham gia thử thách vượt Nightmare bằng combo ở trong vòng quay này các bạn nhá. Yes sir, hello mọi người, mình là Snake đây. Bọn tôi sẽ đấu tổng cộng là 3 ván, ai thua 2 ván thì sẽ phải tặng cho một người đã like video và đăng ký kênh một con Hyper Upgrade Titan Speakerman. Và trước khi bắt đầu video, mong rằng các bạn hãy ủng hộ cho Bi Huỳnh bằng cách nhấn nút like và đăng ký kênh giúp mình đạt 100.000 người đăng ký thật là nhanh nha. 90.000 rồi các bạn ạ. Cũng như để mà tham khảo tất cả các dịch vụ về Tornado Defense từ Unit, Gem hay là Coin thì click ngay xuống link bio mình có ghi ở phần comment và mô tả các bạn nhá. Còn bây giờ thì trả thù thằng Snake thôi nào. Video trước nó thắng tôi các bạn ạ. Let's go. Không có dễ thắng em đâu Abel ơi. Ok, trước khi chúng ta mở vòng quay để chọn combo solo Nightmare cùng Snake thì hãy cho mình xin 30 giây để mình trả kèo cho video trước các bạn ạ. Trong video mở 12 cái hòm Crest thì mình đã hứa tặng cho các bạn một con Hyper Upgrade Titan Speakerman. Và quả thực như những video tặng quà nó lên đến tận 7.100 comment các bạn ạ. Chỉ vì thế nên để mà lựa chọn được một người thì tôi cũng khá là khó. Tuy nhiên thì tôi ấn tượng một comment của bạn là Long Dâm này. Em tên là Floor Salain, em đăng ký cho anh rồi, cho em hỏi hồi 5 năm trước giọng anh khác quá. Em nhớ hồi hè 2020 anh ra phân tích anime làm về Demon Slayer. Sao bây giờ anh không làm về Nanatsu no Taizai và Fairy Tail nữa vậy? Mọi người thì biết anh qua kênh Bi Đại Thần, còn em thì biết anh là Bi Huỳnh Senpai. Tóm cái váy lại em mãi là fan anh. Ok, để mà trả lời cho em thì cảm ơn em rất nhiều vì đã fan anh từ hồi mà anh còn làm phân tích anime. Mặc dù bây giờ anh đã bỏ ngỏ kênh, nó anh lười làm vãi cả nồi. Về Fairy Tail này kia, Nanatsu no Taizai thì nếu mà Fairy Tail khoảng tầm tháng 6, tháng 7 năm nay nó ra anime á, phần 100 năm thì anh sẽ vẫn tóm tắt trên kênh Bi Huỳnh Senpai của anh nhá. Cho nên khá là trân trọng em vì em fan anh từ hồi 2020, một khoảng thời gian cũng khá là lâu rồi. Rồi, cảm ơn em, trân trọng em rất nhiều vì đã fan anh từ hồi làm anime. Nhưng mà thật ra anh nổi tiếng hơn là từ hồi anh làm về game em ạ. Ok, tặng em một con Hyper Upgrade Titan Speakerman. Bam! Alright, đã trả kèo xong các bạn nhá. Rồi, trong video ngày hôm nay nếu như mà Snake thua thì Snake sẽ tặng cho các bạn thêm một con nữa. Thì tôi sẽ gift cho các bạn trong cái video tiếp theo của cái video này. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng quay trở lại vòng quay để lựa chọn xem đâu là cái combo mà tôi sẽ sử dụng để vượt Nightmare các bạn nhá. Đầu tiên thì có một cái quy luật nho nhỏ thôi. Đó là anh em mình sẽ tài Santa Snake ạ. Còn lại mình sẽ chọn 4 con là ngẫu nhiên, ok không? Ok anh, cái luật này anh em mình thống nhất như nào rồi mà. Ok, bởi vì có Santa thì nó sẽ dễ thở hơn đấy các bạn. Rồi, mời các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng một cái vòng tròn mẹ unit tận 98 con. Trong 98 con này thì tôi biết đâu đó khoảng tầm 60 con là cùng. Còn lại 30 con nhiều khi tôi còn đỡ biết tên. Nó chỉ có hình cho nên là nhiều khi tôi phải mò các bạn ạ. Bây giờ là lượt quay của Snake trước đi nhá. Con đầu tiên của Snake okay. Này bam. Ok. Snake tôi đố rồi, Snake biết con gì luôn. Cái con này em biết anh ạ. Con này nó là Thunky Speakerman anh. Rồi, hoàn toàn chính xác, chứng tỏ là Snake cũng biết chơi game đấy. Con thứ hai. Con đầu tiên của Snake là một con rare, unit rare các bạn ạ. Mày mà không ra được con Titan nào là mày ăn khớt luôn đó chứ. Con gì đây? Con này lạ quá, tao đều biết luôn. Không, em biết con này, em cũng biết con này, từ từ. Em có nó, em nhớ là em có nó, từ nha. Scary, nó nằm ở trong phòng Scary hay gì á. Rồi, nó là con Sneaky Speakerman. À đây, đúng rồi, Sneaky Speakerman này, em đã có nó. Thôi xong rồi, em vẫn chưa có con dép giữa game và dép cuối, mất con rồi. Rồi, bây giờ anh sẽ cố gắng cho em con dép để trâu là ok này. Tất cả sẽ lưu mờ về một con dép để trâu đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà có vẻ nó ra bé. Cái đéo gì rồi. Nó lại là chân kỳ hay sao ấy. Bên nhìn nó quen lắm, cái tiếng biết rồi giờ. Rồi, con này là con Monster Speakerman các bạn nhá. Vẫn là một con lỏ thôi, nó có độ hiếm là rare. Nó toàn đó nhờ, chết rồi. Rồi, con cuối cùng là Snake này. Vâng. Má mày hút hết mấy con lỏ đi để tao chiến thắng trận đầu tiên xem nào. No. Let's go. Play. Con gì đây? Má, Spider TV rồi thì phải. Spider TV. Đúng rồi, Spider TV các bạn ơi. Ngon. Con này nó gánh thằng Snake nguyên cái đội hình luôn các bạn ạ. Rồi, con Spider TV để chốt đội hình của em Snake. Ok, bây giờ đến đội hình của tôi. Yeah. Let's go. Thần may mắn ơi, hãy ủng hộ đi nào. Tôi vừa mới giveaway một cái con Hyper rồi, cho nên chắc chắn tôi sẽ được con Rapid Show. Lên một chút nữa. Một chút nữa. Baby man. Damn it. Má, đã re rồi mà còn ao e nữa. Ok, con đầu tiên của tôi là con TV Man các bạn nhá. Vãi cả ò thật. Đam của nó DPS là 500. Má, lỏ điên. Nhiều khi đếp đầu game bọn toilet tao còn gõ cho lủng đầu luôn á. Tao sẽ chuẩn bị vô con Hyper cho mày sợ này. Hyper, Hyper. Thế cơ. Oh oh. Oh oh.
chúng ta được một con Legendary Dark Speakerman các bạn ạ. Cho ai chưa biết nhá. Mẹ đàm là 300 em ơi, hơn con nãy một tí. Ngon. Mà chúng ta đến với con thứ ba. Để xem nào. Hyper. U, tôi vừa qua Hyper mất tiêu rồi kìa. Con này là con Sinister Cameraman các bạn ạ. Khá là mắc, tuy nhiên thì nó cũng đéo mạnh cho lắm đâu nha. Nãy giờ má tao toàn là được cái con mẹ Legendary mới rare không à. Trời ơi. Rồi, anh còn vô được đam đơn mục tiêu nữa thì thôi, còn gì bằng. Còn cuối cùng, Má thật Snack đã được Spider khúc cuối thì tôi phải được cái gì đó. Lamon đi. Lamon. Let's go. Yeah, con cuối cùng của tôi đó chính là con Healer TV Woman các bạn ạ. Dạ, chắc là các bạn lâu rồi cũng chưa thấy con này đúng không? Con này là trong cái sự kiện Valentine lúc mà bọn tôi mới chơi game thôi. Thì bây giờ Snack vào thôi nào. Mẹ ăn hành thôi, chứ con nhìn nó tao biết mày thua đấy. Nếu như mà tôi với Snack đều vượt qua Nightmare thì sẽ xét theo cái hiệu số ai là người vượt nhanh hơn các bạn nhé. Let's go. Ok anh. Alright, đây là wave thứ hai các bạn ơi. Cái combo này của tôi thì nó rất là tuyệt vời ở cái con Healer TV Woman này. Bởi vì nó là một con có đam lan các bạn, đam slash cực kỳ mạnh, cũng như là nó bấp máu được cho cả cái Toilet City này của tôi cơ. Tuy nhiên thì ba con đầu tiên thì hơi vấn đề một tí, con TV Man, con Duck với lại con Sinister. Đâm ra là bây giờ chúng ta phải làm mọi cách nào đó để có thể đép đầu game thật là tốt, cho đến khi mà chúng ta trụ được. Đúng không Snack nhờ? Bên em thì nhẹ nhàng hơn ơi, tại vì bên em có mấy con AOE lận nên là đép khá tốt ấy. Con này thì nó gây đam đơn mục tiêu, tôi đéo biết là tôi có thở nổi với nó không nữa các bạn ạ. Mày có vẻ là không đấy. Có vẻ là không đấy. Ok, tính lực mình anh em ạ, mình sẽ đặt ra con Monster luôn để cho nó đép. Đặt thêm một con thân kỳ nữa anh em ạ, cho hai con AOE đép cho nó nhanh. Cứu Biểu Huỳnh các bạn ơi, cứu tôi, trời ơi. Tôi đang má cố gắng làm sao mà tôi tích được tiền để tôi đặt con 1200. Ok, bây giờ mình đặt luôn cái con Spider TV ra đép cho nó mạnh anh em ạ. Làm sao đây, cứu, muốn thua mẹ rồi. Nếu biết làm sao cả. Mà toàn là con đam đơn mục tiêu không à. Bây giờ mình update con Spider lên level tí anh em ạ. À, để cho nó đép ngon một tí. I say. Nói chung là qua Nightmare thì tôi không biết là có qua được hay không, nhưng mà đép tới tầm quay 30 thì chắc là tôi đép được đấy. À, okay. Trời ơi, một con Spider TV là người ta cân Nightmare rồi ông ơi. Trời ơi, cái con nó trị giá là 12.000 gem lận đó Snack ơi. Em không biết. Ừ, được đủ tên rồi. Đặt luôn. Ừ, ok. Tôi đặt được con Healer rồi này các bạn ơi. Mà nếu thế thì mọi chuyện có vẻ sẽ dễ dàng từ đây một tí rồi đấy. Con Spider, sao mày không đánh con này ơ kìa. Má, nó gì chuyện ngu vậy. Trời ơi, được, em đánh quét thế nào? Em auto skip hay sao vậy? Auto skip ở đây. Bỏ auto skip đi mà làm người em ạ, chơi từ từ thôi. Chiêu. Ôi, 42.000 máu thôi tiêu rồi. Thằng gà. Tiêu rồi. Nào, đứng lại đi. Trời ơi, đừng mà. Đồ mét tôi cũng muốn thua mẹ rồi. Phải nhìn, tôi phải xử nó. Bình tĩnh. No! Nhanh nào! Con ơi! Thua rồi! Trời ơi! Mày em thua quay bao nhiêu? Em thua quay 17 anh ơi, con mẹ! Tôi cũng muốn thua rồi! Ây! Tôi chưa thua các bạn ạ! Tôi mới ra 11 à! Bây giờ tôi chỉ cần cố gắng trụ đến ra 17 là tôi thắng các bạn nhá! Quá đơn giản! Anh có hiểu cái con của em không? Nó chỉ còn khoảng tầm... hình như là tầm 200 máu hay tới 1000 máu gì nữa là nó chết rồi, nhưng mà nó không chết! Do em gà đấy em ạ, chứ Spider là một mình anh nhá. Anh nói thật với Snack, anh cầm một con Santa, anh cầm một con Spider, anh vẫn đi được auto skip từ đầu đến cuối với con Spider không luôn ơi. Mày cầm con xịn mà mày đánh gà. No, nó gì chỉ ngu lắm. Con Spider TV nó hơi đần một tí các bạn ạ. Đâm ra là tôi thông cảm với việc đó. Nhưng mà thua Nightmare thì cũng gà thật. Rồi, chuẩn bị tôi up con Healer TV Woman của tôi lên level 2. Là tôi làm vua luôn rồi các bạn ạ. Bam. Lúc này thì đam của tôi đang là 15.000 đam các bạn ạ. Yes sir. Quá đơn giản nhìn vì Huỳnh lương hang. Tức quá. Cái con tại vì cái quay 17 nó có cái con máy bay nó bay nhanh lắm. Gà, tao đang gặp quay 17 đây. Tao đang gặp quay 17 đây. Thằng nào, con nào, đâu, có thấy con nào đâu. Mấy con Spider nó bay nhanh, con nhận người không kịp. Thôi, gà các bạn ơi, gà đúng không các bạn? Bé cày tê giờ. À, rồi ok các bạn, tôi đã auto skip được đến wave thứ 46 và chúng ta chuẩn bị thua rồi. Nhưng không sao, 1-0 dành cho Bi đại thần.
với một cái combo tưởng lỏ nhưng mà vào tay cái người biết sử dụng thì nó khác ngay chứ ai như cái thằng cầm Spider TV. Trời dồ ơi, biết tích mà còn bảo lỏ là thế nào nhỉ. Ok, như vậy là tôi đã chiến thắng Snack 1-0 các bạn nhá. Chúng ta cùng chuyển sang round đấu thứ hai. Rồi, để xem vòng quay đầu tiên này thì em Snack sẽ được con gì. Hy vọng mà cho em Snack con gì đó nó vào tay em Snack cho em Snack đỡ đổ thừa các bạn. Thằng này nó thánh đổ thừa quá. Để coi con gì đây. Ừ, con này tao đều biết luôn. Ừ, nó là con gì vậy? Rồi, con này nó là con Suvelas Camera Woman. Một con mà tôi chưa bao giờ thấy và cũng chưa bao giờ sử dụng. Nhưng tôi chắc chắn nó là một con lỏ đúng không Snack? Em đều biết con này là con gì. Ok, con thứ hai nào. Được green nè. Con thứ hai Snack được green các bạn ơi. Green laser. Ngon. Rồi, tiếp tục con thứ ba. Ok, vậy là Snack đã có được một con dép đầu game và giữa game cực kỳ tốt là con Green Laser các bạn ơi. Bây giờ thì sao? Hình như là con siêu. Đúng rồi, nó là con siêu em ạ. Phải rồi anh em ạ. Ok, mẹ Snack có cặp đôi laser với lại là cả siêu luôn rồi. Để xem con cuối cùng. Bây giờ em cần phải có một con nào để dép cuối game cho em. Không thì cũng hơi toang. Đúng không? Đúng vậy. Và nó là... Phải rồi, sao nó được siêu vậy? Rồi, Snack được con cuối cùng là con Titan. Nhưng mà nó lạ lắm, Titan TV Man. Không sao, ít nhất là nó là Legendary. Cũng ăn mỗi phần nào nè. Rồi, đến lượt tôi các bạn nha. Lần đầu tiên, first time, Hyper. Con khỉ. Con gì đây ta? Mẹ lái xe cameraman à? Rồi, con đầu tiên của tôi là một con Uncommon Car Speaker Man. Má, nhìn nó lỏ điên. Lỏ. Không sao, chúng ta cùng làm lại với lần thứ hai. Chiến thắng Snack 2-0 áp đảo nào. Đừng để kéo đến game đấu thứ ba. Đêm dài thì nó lắm mộng, rõ ràng quan điểm với nhau như vậy. Titan Clockman đi nào. No. Rồi, con này là con Brown Suit Cameraman. Rồi, luôn lại là một con Rare. Má, nhìn nó bất lực nha. Nhìn nó vô vọng trong cái game đấu này nha. Có vẻ thua. Không sao các bạn ơi, chúng ta vẫn còn 2 lượt. Lần thứ 3, cố lên. Cho một con dép đầu game tốt và một con dép cuối game ổn nào. Mewing. My. Đéo phải Mewing. Cái dead cover. Last Bunny, còn nó cũng được anh ơi, còn nó cũng được. Mẹ, nhưng mà Mewing thì nó ok hơn đúng không? Mewing thì anh thắng luôn rồi. Rồi chúng ta có Led Bunny Man các bạn ạ. Trời ơi cay quá, vô Mewing là tôi thắng mẹ ai không đó rồi. Dễ ăn quá. Ok, lần cuối cùng nào. Bây giờ cầm một con dép kiểu giữa game tới cuối game này. Con đéo gì đây. Rồi chúng ta được một con cuối cùng là con Maze Cameraman. Một con cũng khá là xịn sò nhưng mà chắc chắn là sẽ không xịn bằng Snack rồi. Ok, giai đoạn đầu thì mình đặt luôn ra con Green để nó dép luôn anh em ạ. Sạc cho mình dễ chơi một tí. Còn Bernabe thì chắc là phải đặt ba con Santa đấy. Ok. Ở cái trận này thì hai con mà tôi tin tưởng xài là con Maze Cameraman với lại là cái con Led Bunny Man. Man à, đuổi quá. Tôi toàn vô mấy cái đội hình kiểu như khó chơi đoạn đầu các bạn ạ. Và thậm chí cái đội hình ở trận này về sau cũng yếu cơ. Ok, ở wave thứ tư này tôi đặt luôn một con Led Bunny cho dép đầu game các bạn ơi. Rồi, tuyệt vời. Ok, tôi có con Green này thì từ đây tới wave 15 thì tôi không phải sợ cái gì hết trơn anh em ạ. Tôi mà lật được cái kèo gần như là không thể thắng này thì tôi sẽ cho thằng Snack ra khơi làm hải tặc các bạn nhé. Tôi sẽ cho nó bỏ làm YouTube luôn, tôi cho nó theo bà Mỹ Lan luôn. Ừ, để ra ngoài coi ra khơi tìm kho báu hải tặc của bà Mỹ Lan. Đi tìm 670.000 tệ. Trương Đi Mãn Ly, một tướng cướp huyền thoại tung hoành ngang dọc trên thương trường trong nước và quốc tế. Trước khi bị hành hình, bà ta đã tiết lộ một bí mật khiến cho thiên hạ đều đổ xô ra biển. Các ngươi muốn có 673.000 tỷ của ta hả? Có giỏi thì tự lấy đi, ta để ở ngoài biển hết đó. Đù mẹ, trong One Piece thì chúng ta có kho báu của vua hải tặc Roddy Chocher. Ở ngoài đời thì chúng ta có kho báu của bà Mỹ Lan. Tôi đang có khoảng tầm 6 năm kinh nghiệm phân tích anime. Tất cả những bộ anime từ Fairy Tail, Sword Art Online, One Piece, Naruto, Boruto v.v. tôi đều có gọi là am hiểu. Thì tôi tự tin rằng tôi có thể mang kho báu về với gọi là cái băng hải tặc đấy cho những băng nào muốn chiêu mộ tôi nhá. Cho nên là các bạn là hãy tranh thủ gọi là chốt đơn tôi. Hãy gửi mail cho tôi. Ây da, chết rồi, bên em sao nó cứ thế nào vậy? Tiêu rồi. Snack nó lủng mẻ rồi sao rồi? Nó bung lủng rồi. Ok, cái đéo gì đấy? What the fuck?
Trời ơi, cầm với đội hình Green Laser rồi siêu này kia mà không qua được wave kiểu 20-30 thì chứng tỏ quá gà. Anh phải nói thật với Sonic đấy. Được, em vẫn đang lo được anh ạ. Mẹ phải tắt ông skip mới có lo được chứ không là hơi khó. Ơ kìa, má tôi thua mẹ rồi. Cái đẹp, cái máy bay nó đâm vào tôi thua mẹ rồi. Từ quay 17 các bạn ơi, trời ơi xui quá. Trời ơi. Anh ngồi đợi xíu, em mới quay 15 thôi. Má tôi hơi chủ quan cái pha đấy. Tôi cứ tưởng là nó đâm vào nó sẽ không oảng. Hóa ra tôi oảng luôn. Ok, nói chung là tôi chắc là thua Smash rồi các bạn ạ. Nếu mà tôi không oảng pha đấy, tôi đặt được thêm những cái con Legbunny mà nó có đam AoE á. Tôi đặt khoảng tầm mười mấy con là tôi cũng phải đến được quay 40 đấy. Ừ, đừng có đùa. Rồi, ok anh em ạ. Nói chung là mình tới được quay 20 rồi. Thì chắc chắn là mình thắng ông già ông đó rồi. Nên là thôi mình sẽ galopy luôn anh em ạ. Để làm trận mới chứ. Để ông anh mình chờ hơi lâu. Rồi, nói chung là trận vừa rồi thì Snack phải công nhận là anh nhường mày thật. Anh hơi sơ suất, mày mới có cơ hội thắng đấy nhá. Và tỷ số hiện tại bây giờ là 1-1. Chúng ta cùng chuyển sang cái game đấu cuối cùng quyết định xem ai là người sẽ tặng cho một người đã like video và đăng ký kênh một con Hyper Predator Speakerman trong cái video này nha. Rồi, chúng ta còn chuyển sang vòng quay để chọn cái con unit đầu tiên cho Snack các bạn nhé. Con gì đây? Số gì đây? Rồi, trong hòm Valentine lường ha. Giáng sinh Happy Birthday đồ ha. Một con Lakers Pickerman. Con này đép đầu game ổn anh ạ. Ổn lòi lì à. Rồi, con thứ hai của Snack. Đừng là toxic. No, ok. Katana Speaker Woman để với con thứ ba. Let's go. Ê, từ đầu giờ anh mày chưa vào một con gọi là Upgrade Titan nào luôn. Ê, nó vô chip. No. Yes. Vai. Vai. Thằng Snack nó có chip TV Man rồi các bạn ơi. Một con Mythical mạnh điên. Vai thì ok, lần cuối cùng này hy vọng là ra cái gì đó là dở tí để bóp nó lại phát các bạn. Ừ, con này là con Jetpack Cameraman các bạn nhá. Một con cũng lỏ thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là Snack đã có mẹ chép TV Man rồi. Ok, đến là tôi nhá. Pam. Lần đầu tiên nào, mẹ tôi nếu muốn thua để mẹ mất hết tài sản sau đó ra khơi ồ ạt để tìm cái kho báu bà chứ mới làm. Và yes sir, chúng ta có Titan Sigma Man. Let's go baby. Vãi cái nồi. Hú yeah. Replica hoặc là con Mewing. Ừ, Frost, DJ, Frost. Woo-hoo-hoo. Let's go. Ok, chúng ta đã có một con đép đầu game cực kỳ mạnh. Cái hồi mà con này chưa bị nớp sức mạnh, một mình nó và Santa TV. Vượt nightmare được nha các bạn nha, Rồi, thôi, tôi chết rồi, chết em Snack rồi. Cái nhân phẩm của game cuối cùng nó luôn luôn gọi tên là bé. Lần thứ ba nào, chúng ta có Titan Person Man à? Ừ, Titan Person Man. Yeah, nói chung là đây là một con kiểu như hình thức thôi. Bởi vì tôi cũng chắc cũng không xài nó trong cái trận này đâu các bạn ạ. Tôi sẽ xài con Titan Sigma Man, nghe là nó có vẻ hợp lý hơn. Rồi, và slot cuối cùng thì sao? À, ra thêm một con ghép đầu game tốt nữa là ok này. Đúng luôn. Ê, con này đép tốt nha Snack, đừng đùa. Con này là nó trong sự kiện Clover, Lucky Speakerman đắp đép đầu game cực kỳ ok luôn nha. Rồi, mình đã vô game rồi anh em ạ. Nói chung là con lát hết này thì mình nghĩ là nó có thể đép được tới quay thứ 10. Nên là mình vẫn đang tập trung vào farm tiền thôi anh em ạ. Ok, trong cái đó bên tôi thì nó cũng khá là dễ dàng các bạn ạ. Với Frost DJ Speakerman và con Lucky Speakerman này thì hoàn toàn rất là dễ dàng trong cái giai đoạn đầu. Ok, thì nói chung là con chép hiện tại nó đã có slow rồi em ạ. Nhưng mà không biết vì sao nó lại tới slow 100% lần. Chả hiểu, nó slow đúng 100% anh. Trong video của anh chơi anh cũng giải thích rồi. Cấp 1 của nó lại là 100%. Nhưng mà lên cấp 2 hay là lên mấy cấp sau là nó còn có 50% thôi. À, phải nồi, không sao nè. Nhưng mà lên... em phải nâng cấp á, bắt buộc phải nâng cấp để cho nó mạnh á. Dài chứ không là em đép không được đâu. Đúng rồi, chứ để cấp 1 slow 100% nhưng mà nó không mạnh đâu. Rồi, chúng ta vẫn tiếp tục là phải tích tiền. Rồi, được 1.500 tiền, nâng luôn con Frost DJ. Đừng gọi là nâng Santa vội các bạn ạ. Với cái đội hình này của tôi mà cứ chăm chỉ và nâng Santa thì cực kỳ dễ thua luôn. Nói chung là đội hình của hai anh em tôi trong trận cuối này được đánh giá là kẻ 8 lạng, người 800kg. Ok, up con chép lên level 5 luôn anh em ạ. Giờ nó khá mạnh rồi đó. Ok, chúng ta đã có một cái con Frost DJ Speakerman đầu tiên.
chỉ cần lên được con này thôi. Thì bây giờ các bạn hãy quay trở lại úp tiền cho tôi. Đảm bảo với các bạn luôn, những con toilet đéo thể nào mà nó có thể lọt được với lại gọi là cái con Frost DJ đã đạt level 5 này của tôi các bạn nhá. Cái vùng của nó bây giờ là 50, bao phủ khoảng tầm 60% cái map này rồi các bạn ạ. Cái đó này em biết vì sao đặt con chép nó ở đây. À, tại vì căn bản là lúc nãy AB đã nói với tôi là level 1 nó slow 100 lần. Nên là tôi đặt nó ra ở đầu luôn, ừ, để cho nó đép 100 lần. À, hóa ra là lợi dụng cái kiến thức của người khác để mình là gọi là lấy cơ hội ư. Ừ, mà lần này tao sẽ cho mày một bài học về cái tội dám học lỏm kỹ năng của tao. Học lỏm tôi. Tầm này khá là vua rồi đấy. Tôi sẽ đặt tiếp một cái con gọi là speaker ngay ở vị trí này luôn các bạn nhá. Ừ, nâng cấp lên luôn. À, mấy con chết của mình bị ngủ rồi em ạ, khó chịu thật đấy. Đúng rồi, trời ơi, cái đội hình của mày không nhận ra một vấn đề hả? Mấy con chép đó nó không né được bất kỳ một cái choáng nào. Em Snack mà đặt cái vị trí kiểu như là không thông minh cho lắm thì chắc chắn là nó sẽ thua luôn các bạn nhá. Bây giờ là cái hành trình mà anh Bi đặt Titan Sigma Man. Bam! Oh boy! Oh boy! Trời ơi, Snack đái rồi, Snack đái. Ây à, mình bắt buộc phải tắt auto skip để đép xong cái đoạn này đó em ạ. Đái. Ây à. Có cái con này sao nó nhiều máu vậy? Em Snack đái rồi các bạn ơi, đái rồi máu rồi. Mẹ nó auto skip nó ra đông quá mà nó còn ngủ con chép em nữa anh ơi. Tầm này mà em Snack thua là hơi bị nhục đấy. Mẹ cầm hẳn chép TV Man. Cái con nó mắc tiền hơn cả Titan Sigma Man của tôi đấy các bạn ạ. Sao ăn cái giò mắc tiền là thế nào ấy nhờ? Thì mắc tiền hơn thì nó mạnh hơn, đúng mẹ là còn gì nữa. Mày trò cái đó nó chết đầu chứ. Anh đang quay 31 nè, Snack quay bao nhiêu rồi Snack? Em quay 32 rồi anh. À, thời gian là bao nhiêu nhờ? Anh em mình chia sẻ thông tin một tí đi. Thời gian em là 10 phút, 48. À, thế thời gian anh quay 31, thời gian anh có khoảng tầm 6 phút thôi. À, thế à, phát biểu là không được đâu nha anh. Mà nói con chép mà nó bị ngủ liên tục, để nè thấy không? Đặt ở đây nó bị ngủ liên tục. Chết rồi. Em Snack lại chuẩn bị giveaway cho các bạn một con Hyper rồi. Các bạn ơi, chuẩn bị vào lượm quà các bạn ơi. Comment tên nhân vật cộng gọi là một cái lời gì đó hay ho nha. Em Snack sẽ lựa chọn để giveaway một con Hyper Blade Titan Speaker Man cho các bạn nè. Tự nhiên mệt trong người quá. Nó mệt người nó ngủ hoài. Mấy con chép này, dậy đi. Na na na. Đặt ở đâu cũng ngủ cho anh, đặt ở giữa nó cũng bắn cho tới mà. Các bạn ơi, cái game này cảm giác hơi dễ rồi cho nên là tôi đặt luôn một con Titan Sigmaman chỗ này nữa để cho nó tiêu diệt những con toilet nhanh nhất có thể các bạn nhá. Lũng rồi anh em, mẹ con chép này nó ngủ nhiều quá, tôi không chơi được. Thôi. Ok, chúng ta vẫn tới quay 42, vẫn cứ là auto skip. Mới đâu đó có hơn 14 phút một tí thôi. Em xong rồi nha anh. Xong rồi à? Em quay xong bao nhiêu rồi đây? Quay 43. Từ từ nhá, quay 43. Đúng rồi. À, thế thì thua rồi đấy. Anh đang quay 43 luôn này. À, anh quay 50 rồi, tầm này là Netflix and chill thôi. Đang đợi con boss 2,5 triệu máu ra Giant Smoke Toilet. Bữa giờ tôi không có đi Nightmare nhiều. Lâu rồi mới gặp thằng Mai fan này của tôi để xem là mẹ gần chục con Titan Sigma Man nó nã thì bao nhiêu giây. Trời ơi, mẹ máu bay không phanh các bạn ơi. Và let's go. Chúng ta đã hoàn thành được map Nightmare 17 phút 32 giây. Alright, và tỷ số chung cuộc trong cái video ngày hôm nay của chúng ta là 2-1, 2 về tôi, 1 về Snack. Và Snack sẽ phải giveaway một con Hyper Red Titan Speakerman trong video sau của kênh Bi Đại Thần 02 các bạn nhá. Snack có lời gì chăn chối không em? Lý do không em? Có đổ thừa gì không? Mạng lắc đồ á. Nói chung là để đem đi một cái con mà tướng sập bò để đấu với một con Titan mà về đam mà đam chính này thì em thua cũng không uổng anh ạ. Chung quy lại là nó đổ thừa. Nói chung là chung quy lại là tại cái này tại cái kia. Do cái này do cái nọ ngủ nhiều. Thế là chết TV ăn chưa được no, nướng bánh chưa được mạnh. Làm chậm 50% là quá ít so với chết. Đang có vẻ là hơi ít so với chết TV Man. Chết TV Man là một con kiểu như là mythical. Titan Sigma Man là một con cũng kiểu mythical. Nhưng mà Sigma Man thì là Titan, còn chết thì không phải là Titan cho nên là Snack cầm không quen. Chính vì lý do đó mới dẫn đến trận thua bẽ mặt của Snack. Chung quy là vậy đúng không em? Đúng vậy. Ok, rồi anh đã hiểu và chắc là các bạn sẽ bạo lực mạng em khá nhiều sau cái video này. Và nếu các bạn thích video này đừng quên đập đắt nút like video và đăng ký kênh cũng như ủng hộ cho kênh Snack thích chơi game của thằng rắn bên kênh Toilet So Defense các bạn nhé. Và đừng quên click lên phần bio dưới link mô tả để tham khảo tất cả các dịch vụ về Toilet So Defense trên kênh của mình, từ unit mới nhất này, gem siêu hời này, coi vân vân ở mây đều có tại đó các bạn nhé. Và ngoài ra còn có cả danh mục Block Food nữa, các bạn hãy ghé qua tham khảo nha. Có rất là nhiều ưu đãi cực kỳ tốt được chính Huỳnh đảm bảo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace.